Mến chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay Triệu có về bàn ghế nha, tranh đá với bàn pháp, đồ đồng để giao lưu với cô chú anh chị mình ha, với đồ gốm Nam Bộ. Đây là mã số 1 C đầu tiên. Đây, hôm qua thì Triệu bán cái bằng ủi con gà. Đó. Hai bên có hai con rồng. Cái này thì cái trơn nha, không có con rồng nha cô chú anh chị mình ha. Đó, đây. Cũng là hàng Việt Nam. Chiều cao lên á là 2 tấc 3, chiều dài bằng ủi là 2 tấc 7. Đó, đó, đây của chú chị mình xem giùm em nha. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, chất liệu là bằng đồng nha, cái này là nguyên con luôn nha cô chú chị mình ha, chất liệu bằng đồng. Đó, cô chú chị mình xem giùm em nha. Đây, bằng ủi này thì còn rất là liền lạc luôn, khá là liền lạc luôn nha, đế dưới nó cũng còn liền. Đó, chân để bằng ủi cũng vẫn còn liền luôn nha. Đó, đây bỏ qua cần thế coi. Đó, mã số 1C đầu tiên. Cũng là trọng lượng nặng là 7kg nha, 7,5kg mà em tính 7kg thôi. Nó 7,5kg lận á. Đó, em bao cho cô chú chị mình là 7,5kg luôn, nhưng mà em tính 7kg thôi. Cũng có giá là 4 triệu, em bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. 4 triệu bao phí ship toàn quốc luôn. Mã số 2C cũng là bằng ủi con gà luôn nha. Đó, chất liệu bằng đồng luôn. Cái lòng trong cũng vẫn còn luôn nha. Đó, đây. Hàng cũng giờ Việt Nam luôn nha. Đó, cái này thì nó cũng cỡ nặng lắm nha cô chú chị mình ha. Đó, để em đo chiều cao nha. Chiều cao 2 tấc, chiều dài của nó luôn là 2 tấc mốt, vẫn còn đế dưới luôn nha cô chú chị mình ha. Đó, mã số 2C, bỏ qua cân thứ hai nó là mấy ký nha. Đó. Đây. Cái này của nó luôn là 3,5kg, gần 4kg đó, chứ mà em tính 3,5kg thôi. Đó, cũng có giá là 2.800.000. 2.800 bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. Đó. Số điện thoại của em là 0939 80 6464, đó là số Zalo và Facebook nha. Đó. Cô chú anh chị mình không có thấy số điện thoại của em đọc mà không nghe không rõ thì cô chú anh chị hình bấm vô mô tả hoặc là nó có hiển thị trên màn hình nha. Đó, hoặc là trong mô tả của chú chị mình kiểm tra giùm em. Đây em có một chục chén nha, chén này chén Nhật xưa, tuổi đời khoảng cứ 60-70 năm trở lên nha. Hàng lành tích còn nguyên si là lặn luôn, nói chung là không có bị bể mẻ cái nào hết. Đường kính chén là 1 tấc 1, chiều cao là 60, chén con rồng nha. Đó, chén Nhật. Đó, em bao là đồ nguyên si là lặn hết trơn luôn nha, rất là nhẹ tay. Đó, cô chú chị mình xem từng cái giùm em nha. Một chục cái chén con rồng này nha. Đó, rất là đẹp luôn. Không có cái nào bể mẻ hết, nói chung là đồ nguyên hết. Tất cả đều nguyên si là lặn hết trơn luôn nha. Mã số 3C. Chục cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 3.800.000. 3.800 bao ship toàn quốc nha. Đây tới cặp đèn đồng. Đó, cặp đèn đồng nha cô chú anh chị mình ha. Đã qua 5 tháng thì nó cũng xài, nó cũng hơi bụi bặm dơ giấy tí xíu. Cô chú anh chị mình có nhu cầu đánh bóng thì em sẽ đánh bóng lại. Mã số 4C. Đó, cặp đèn đồng Việt Nam xưa, chiều cao là 2 tấc 6. Tính luôn ống khói nha. Chu vi bình là 2 tấc 3. Đó, lông phụng nha, rất là đẹp. Mã số 4C. Đó, một cặp là 1 triệu bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Một cây là 500.000. Đồng giá nha, đồng giá. Đây, chiều cao mã số 5C. Cũng là cặp đèn dầu luôn, chất liệu bằng đồng. Chiều cao 2 tấc 3, tính luôn ống khói. Chu vi của nó luôn là 2 tấc 4. Đó, mã số 5C. Cũng có giá là 1 triệu một cặp luôn, bao ship toàn quốc. Một cây là 500.000, bao phí ship cho quý cô chú anh chị mình luôn. Đó, lấy cái bình chim chỉ kia lên luôn nha. Đó, đây em có hai cái bình chim chỉ. Đó, một cái là màu da lương, một cái là màu xanh ngọc nha. Chỉ có hai cái thôi. Mã số 6 và mã số 7. Đó, chiều cao mã số 6 là 3 tấc 2. Chiều cao mã số 7 là 2 tấc 7. Đó. Chu vi bình á, chiều 55. Mã số 6 là 55. Mã số 7 á là cũng là 53 luôn nha. Đây của chú chị mình xem giùm em nha. Bình thì còn nguyên si là lặn 99%. Em bao cho của chú chị mình luôn là hàng lành tích nha, rất là đẹp. Đó, bình chim chỉ.
Đó, cô chú chị mình xem giùm em nha. Đó, cái mã số 6 em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng giá là 1.300.000. Cái mã số 7 là 1.200.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, bao ship cho cô chú anh chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0939 806464, đó là số Zalo và Facebook nha. Đó, tới mã số 8, một bộ lư nha. Đó, lư này tuổi đời tầm cỡ 30-40 năm nha cô chú anh chị mình ha, cỡ 20-30 năm trở lên. Chiều cao 6 tấc 3, bề ngang của nó luôn là 4 tấc 3. Đó, đây lòng trong của nó luôn là 2 tấc 3 nha. Đó, hàng cũng liền lạc lành lặn luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đó, lư này thì em bao đánh bóng cho quý cô chú anh chị mình luôn. Đó, bao đánh bóng mà bao vệ sinh cho quý cô chú anh chị mình sạch sẽ nha, rất là đẹp. Đây, đó, có cái chân sau cái này là bị lỗi lò nha cô chú anh chị mình ha. Đó, đây bộ này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Để em cần đòi chân đèn nữa coi. Chân đèn là 4 tấc rưỡi nha. Cặp chân đèn của nó luôn là 5 kg. Đó, 5 kg 2, mà tính em tính 5 kg thôi. Để em cần thử bộ lư nha. Cái này em bao đánh bóng cho quý cô chú anh chị mình đẹp đẽ nha, sạch sẽ luôn. Đó, 9 kg, 9 với 5 là 14 kg. Bộ lư này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 7 triệu, bao ship toàn quốc nha. Đó, còn nếu mà ở gần thì chúng em sẽ bớt từ 200-300 hoặc là 500 cho cô chú anh chị mình nha. Đó, nếu mà ở gần. Đây, tụi em có một bộ chanh đá. Đó, tấm này là cuối cùng rồi, hết rồi nha. Đó, chiều cao là 73. Chiều dài của nó luôn là 1m19 nha. Chanh đá tàu xưa. Đó, khung này thì là khung mới nha. Tại khung này là em làm lại nha. Còn chanh là chanh, là chanh cũ. Đó, đây cái tích của nó là, đó là bát tiên nha, bát tiên mừng thọ. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em. Đó, bát tiên mừng thọ nha, rất là đẹp. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Cái tích của nó là bát tiên mừng thọ. Đó, cô chú anh chị mình mua bộ bức tranh này về á, có thể mình tặng ăn tăng gia nhà người ta rất là tốt nha cô chú anh chị mình ha, rất là đẹp, rất là hay. Mã số 9C. Đó, bức tranh là bát tiên mừng thọ nha. Đó, khung là khung mới em nói trước nha. Khung này là khung mới, chanh thì chanh xưa. Đó, chanh đá tàu xưa thập niên 90. Đó, nhưng mà cái khung là nó mới. Đó, đây cái tích của nó là bát tiên mừng thọ nha cô chú anh chị mình ha. Có giá là 2.900.000. 2.900.000 em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. 2.900 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0939 806464, đó là số Zalo và Facebook. Em tên Triệu, qua tại khu vực Quang, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Đó. Đây tới mã số 10C, đó chính là một bộ bức tranh đá cũng là tàu xưa luôn. Đó. Cái này là thập bát La Hán nha cô chú chị mình ha. Đó, 18 vị La Hán. Đó. Cây là bằng gỗ thường thôi nha, chiều cao 1m2. Bề ngang 3 tấc 7. Đó, thập bát La Hán hoa văn vẽ tay. Cô chú chị mình xem từng chi tiết giùm em rất là đẹp. Mã số 10C, thập bát La Hán hoa văn vẽ tay. Đó. Đây, bức này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, có giá là 4.700.000. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, 4.700 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0939 806464, đó là số Zalo và Facebook nha. Đó, em có để số điện thoại của em ở trên màn hình hoặc là trong mô tả. Cô chú anh chị mình cứ liên hệ, không thấy em nghe em đọc thì cứ bấm vào coi nha. Chiều cao 5 tấc 4, bề ngang 3 tấc 6, carry âm, đó, 10 gông 10 búa hàng nội địa nha. Thùng thì còn nguyên, thùng thì làm tích cũng được 90%. Đó, máy thì còn rất là tốt nha. Đó, KDM 10 gông 10 búa FFR.
Đó. Cái này em giao lưu với 10 cô chú anh chị mình luôn có giá là 11 triệu. 11 triệu em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. 11 triệu bao phí ship cho quý cô chú anh chị mình luôn. Mã số 12C, đó chính là một cái tủ Pháp nha. Bề ngang của nó luôn là 6 tấc 3. Chiều sâu vô của nó luôn là 40. Đó, chiều sâu vô lớn nhất của nó luôn là 42. Chiều cao của nó luôn là 65. Đây, tủ cây nha. Đó, nhưng mà tại vì bọc lớp mũ phía ngoài thôi. Chứ phía trong này là tủ cây. Đó, bao hàng nước ngoài cho quý cô chú anh chị mình luôn. Đó, rất là đẹp và liền lạc luôn. Đó, cô chú anh chị mình để trong phòng nó rất là đẹp luôn nha. Tuổi đời em bao trên 30 năm trở lên, 3-40 năm trở lên nha, dưới 3-40 năm trả lại cho em. Đó, tủ này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn. Cũng có giá là 5 triệu rưỡi, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. 5 triệu rưỡi bao phí ship cho quý cô chú anh chị mình luôn. Đó, số điện thoại của em là 0939 80 64 64, đó là số Zalo và Facebook nha. Đây, tụi em có 3 cái bàn Pháp nha. Đó, đá là đá cẩm thạch nha, còn chân là chân đồng. Đó, tuổi đời em bao trên 50 năm cho quý cô chú anh chị mình luôn. Mã số 13, 14, 15. Đây, em đo mã số 13 là bề ngang của nó luôn là 40. Đó, chiều sâu vô là 2 tấc 7. Đó, còn cái này là bề ngang 47 nha. Chiều sâu vô là 3 tấc nha. Còn cái này là bề ngang của nó 55. Chiều sâu vô là 3 tấc 3. Đây, mặt là mặt đá nguyên si nha cô chú anh chị mình ha. Đó, xem giùm em nguyên một miếng đá nha. Đó, nguyên một miếng đá luôn. Rất là đẹp, chân là chân đồng luôn nha. Chân đồng hết trơn luôn. Đó, cái này đánh bóng lên cái chân đồng nó rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đó, mã số 13. Em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn có giá là 3 triệu. Đó, 3 triệu, 4 triệu và 5 triệu nha. 14 là 4 triệu, 15 là 5 triệu nha. Đó, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu bao phí ship toàn quốc nha. Cô chú anh chị mình mua 3 cái thì chúng em sẽ bớt chút đỉnh uống cà phê với em nha. Đó, đây. Tới mã số 16, đó là một cái bàn Pháp nha. Đó. Cây là bằng gỗ nước ngoài, gỗ nu nước ngoài nha. Bề ngang cái bàn là 1 mét. Chiều sâu vô là 54. Cái tủ chứ quên đó em nói cái bàn em xin lỗi. Đó, chiều cao là 80. Đó, cái tủ nha, cái tủ Pháp. Đây, rất là dày, rất là nặng luôn. Đó, cô chú chị mình xem giùm em. Hàng liền lạc lành lặn luôn nha. Đó, ba cái nhưng mà xài một chìa khóa một hà. Đó, cô chú chị mình xem giùm em nè. Hàng còn liền lạc luôn. Tủ đời em bao trên 5-60 năm nha. Không dưới. Đó, ba cái tủ, ba học, một tủ mà ba học. Cái này của chú anh chị mình quýnh bát, quýnh bóng lên cái hình này rất là đẹp. Đó, tủ này thì không có mối mọt gì mang được hết trơn á. Liên lạc là lặn luôn. Đó, tủ này em giao lưu với quý của chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 7 triệu rưỡi. Đó, 7 triệu rưỡi bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, số điện thoại của em là 0939 80 64 64, đó là số Zalo và Facebook nha. Mã số 17C, 4 cái ghế và 1 cái bàn. Đó, đây, tuổi đời em bao trên 50 năm, dưới 50 năm trả lại cho em không mắc 1.000 phí ship. Thứ nhất, thứ hai cái nữa, em bao là bằng gỗ chắc cho quý cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, chắc xưa nha, chứ không phải là chắc bây giờ nha. Nếu mà cô chú anh chị mình ai nói chắc bây giờ thì chúng em sẽ tặng luôn. Đó, không mắc 1.000 phí ship nha. Đây, cô chú anh chị mình xem những cái hoa văn trong này nè. Đó là đục tay nè. Đó, những cái cây này là người ta ngồi ghiết mà nó bóng lên nha, chứ không phải là chúng em sơn vào bóng luôn. Để em đo chiều dài bề ngang thế rồi nha. Bề ngang từ tay bên kia qua tay bên đây luôn là 6 tấc 2. Đó, lọt lòng là 50. Chiều dài cái mặt ghế luôn là 57. Đó, lọt lòng là 50 luôn. Chiều cao của chỗ ghế ngồi lên là 3 tấc 6 nha. Đây, còn cái vách lưng. Vách lưng là 494. Đó, một cái bàn và 4 cái ghế. Đó, bằng gỗ chắc. Em bao cho quý anh chị mình là bằng chắc luôn. Thứ nhất, thứ hai cái nữa là em bao hoa văn này, những cái
cái chạm chỗ này là bằng đục tay nha, nó không phải là chạm máy. Tuổi đời thì em bao trên 50 năm, hàng còn rất là đẹp, liền lạc lành lặn luôn. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em nha, những cái sơ này nó rất là đẹp. Tại vì á, là nó, cái sơ cẩm á, thì nó khác, cái sơ chắc nó khác nha. Đó, nhiều khi em quay trên clip của chú anh chị mình nhìn thấy không rõ. Tại cái sơ chắc á, thì nó nhuyễn hơn, cái sơ cẩm thì nó to hơn nha cô chú anh chị mình ha. Đó, đồ này thì em bao xưa cho quý cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, đây, càng ngồi càng bóng càng đẹp. Đó, bộ này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Nếu mà em quay không rõ chi tiết, cô chú anh chị mình cứ liên hệ với em, em chụp hình để biết thêm chi tiết nha. Để em đo cái bàn luôn đi. Chiều dài cái bàn là 1m07, bề ngang cái bàn là 55, chiều cao của nó luôn là 50. Đó, đây, cô chú anh chị mình xem những cái văn chắc là nó rất là nhỏ nè. Đó, rất là tơ tóc, rất là nhỏ. Còn cái văn cẩm thì nó rất là bự nha. Đó, nó quận không có quận như da gắn. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em. Mã số 17, em giao lưu cái bộ 4 cái ghế và cái bàn này. Đó, có giá là 96 triệu. 96 triệu em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, còn nếu mở gần thì chúng em sẽ bớt tiền ship lại chút đỉnh cho quý cô chú anh chị mình uống cà phê với em nha. Đó, 96 triệu bộ bàn chắc nha. Thanh chị xin trân trọng cảm ơn các cô chú anh chị mình trong thời gian qua đã ủng hộ shop Thanh Triệu rất là nhiều. Thanh chị xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn.